Hello, Bảo Lộc Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Loan và Lộc để xem những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều ngày 15 tháng 12 năm 2020. À, thưa quý vị, một cái tin vui đầu tiên mà Hồng Loan thông báo đến quý vị sẽ là một cái vaccine nữa. Thì FDA đã công bố đánh giá ban đầu xác nhận tính hiệu quả và an toàn của vaccine COVID-19 do công ty Moderna và Viện Y tế Quốc gia phát triển. Thông tin tích cực này được đưa ra sau khi các bệnh viện Mỹ đẩy mạnh tiêm loại vaccine phòng COVID-19 do công ty dược Pfizer và BioNTech sản xuất. Vaccine do Moderna phát triển vốn cùng công nghệ với loại của Pfizer, FDA nhận định vaccine của Moderna cũng có mức hiệu quả tương tự của Pfizer theo thử nghiệm lâm sàng trên 30.000 tình nguyện viên. Vaccine Moderna đã đạt hiệu quả trên 94% ngăn ngừa COVID-19 và 86% hiệu quả với tình nguyện viên trên 65 tuổi. Một số tình nguyện viên trải qua tác dụng phụ như sốt, mệt mỏi và đau nhức. FDA tuyên bố không có phản ứng phụ nghiêm trọng trong thử nghiệm vaccine phòng chống COVID-19 của Moderna. Như vậy là ngày 17 tây họ sẽ họp để mà bàn để chuẩn thuận cho cái vaccine này, và mình cũng hy vọng là sau cái cuộc họp đó là sẽ được chuẩn thuận khẩn cấp để đưa thêm nhiều nguồn vaccine đến cho người dân ha quý vị. Wow, tin mừng, tiếp nối tin mừng nha quý vị. Thì cũng vào ngày hôm nay thì các nhân viên y tế ở Los Angeles đã nhận được những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên ở California. Vào sáng nay thì các nhân viên y tế ở Nam Cali đã trở thành những người đầu tiên trong tiểu bang được chủng ngừa COVID-19. Cô Helen Cordova, một y tá của bệnh viện Los Angeles, đã nhận mũi tiêm đầu tiên. Sau đó là 4 chuyên gia y tế khác. Cô Cordova cho biết cô cảm thấy rất tốt sau khi tiêm và khuyến khích mọi người cân nhắc việc tiêm vaccine để góp phần chấm dứt đại dịch. Lô vaccine COVID-19 đầu tiên do công ty Pfizer sản xuất đến phi trường quốc tế Los Angeles vào đêm Chủ nhật ngày 13 tháng 12. Wow, đã tới Los Angeles rồi quý vị ơi, mừng quá, mừng hồi quá. Sáng nay ba Bảo Quốc mới hỏi Hồng Loan đó, ủa, ở khu vực mình có được tiêm vaccine chưa, sao ba không nghe nói gì hết. Bây giờ thì mình có tin mừng rồi ha, ở California đã bắt đầu tiêm cho bác sĩ và y tá rồi ha quý vị ha. Quý vị nào làm bên ngành y tế mà được chích rồi, lên đây comment cho Lộc với Loan biết nha, để mừng chi vui nha. Thì khi cái cô đó của chích xong có nói vậy thì mình cũng cảm thấy mừng và yên tâm hơn nữa. Và Hồng Loan cũng hy vọng là chúng ta cùng nhau đi tiêm vaccine để mà miễn nhiễm cộng đồng nha quý vị. Có người sợ, có người không dám tiêm. Có người nói là thôi đợi thời gian đi coi vaccine mà thời gian đầu nó hay bị trục trặc lắm. Đúng rồi. Nên họ cũng hơi ngại. Nhưng mà khi mà FDA họ đưa ra rồi là quý vị yên tâm. FDA của Mỹ đưa ra rồi là quý vị yên tâm. Là họ đã kiểm tra tất cả những cái tác dụng phụ rồi. Và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một cái tin vui nữa cho nước Mỹ, là nhóm lập pháp lưỡng đảng công bố dự luật tài trợ COVID có thể thông qua trong tuần này. Quốc hội Hoa Kỳ đang đối diện áp lực nhiều hơn bao giờ hết trong tuần này để thông qua dự luật tài trợ vi khuẩn corona. Theo bản tin của CNBC cho biết, hôm thứ Hai 14 tháng 12, khả năng của các nhà lập pháp để phá vỡ sự bế tắc lâu dài và gửi thêm sự giúp đỡ sẽ đóng vai trò to lớn trong số tiền nhiều bao nhiêu mà cuộc khủng hoảng đang tàn phá sức khỏe và túi tiền của người dân Mỹ. Các nhà lãnh đạo quốc hội nhằm chấp thuận cả tài trợ đại dịch và gói chi tiêu trước khi việc tài trợ cho chính phủ sụp đổ vào thứ Bảy này. Cộng hòa và Dân chủ vẫn cần một thương lượng đối với cả hai mặt trận, với chỉ vài ngày trước khi hàng triệu người đối diện với sự trục xuất khỏi nhà hay mất các phúc lợi thất nghiệp. Nhóm lưỡng đảng hy vọng thúc đẩy hành động tiến tới dự luật mà có thể vượt qua Thượng viện được Cộng hòa kiểm soát và Hạ viện do Dân chủ kiểm soát. Các nhà lập pháp từ hai viện đã công bố gói cứu trợ
908 tỷ đô la hôm thứ Hai chia thành hai dự luật khi các nhà thương thuyết đã không đồng thuận toàn bộ. Các thành viên của hai đảng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết để gửi tiền tài trợ trước khi họ về nhà nghỉ lễ. Điều họ chưa đồng ý kể từ tháng 4 là điều giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe và nền kinh tế cần cho đến khi việc chích ngừa rộng khắp trong đại dịch giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi tuần. Vậy là cái số tiền nó cũng sắp sửa đến tận tay quý vị rồi, nên chúng ta yên tâm nha. Là hy vọng là cái số tiền cứu trợ này sẽ đến trước lễ Christmas ha quý vị. Cái năm nay thật là quá là nhiều chuyện ha, thiên tai rồi bệnh dịch rồi bầu cử Mỹ cũng lộn xộn luôn. Hiện tại bây giờ ở những cái vùng miền đông nước Mỹ đang đối diện với một cái trận bão tuyết rất là lớn, thưa quý vị. Trận bão tuyết mùa đông lớn nhất từ nhiều năm nay hiện đang trên đường kéo tới khu vực Đông Bắc Mỹ vào thứ Tư và thứ Năm tuần này. Theo bản tin của NBC News vào sáng thứ Ba, 15 tháng 12, khoảng 63 triệu người dân Mỹ đang trong khu vực có báo động bão mùa đông, từ vùng Central Plain gồm các khu vực ở Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, tới khu vực đông bắc tiểu bang Georgia và kéo lên đến tận Massachusetts. Trong ngày thứ Ba, trận bão này tiếp tục quanh quẩn ở vùng Plains, trút xuống từ 4 đến 6 inch tuyết tại Oklahoma, cùng tạo ra mưa gió và sấm sét ở khu phía nam. Sang ngày thứ Tư, bão sẽ tiến vào vùng bờ biển miền đông. Sáng thứ Tư, mưa gió sẽ thấy trong khu vực từ Tây tiểu bang North Carolina lên đến vùng Bắc Virginia. Trong khi đó, tuyết sẽ đổ xuống từ Maryland cho tới vùng Nam New York. Bão sẽ di chuyển về hướng Bắc dọc theo xa lộ I-95, mang theo mưa và tuyết gây lầy lội. Ở về phía Nam, trên đường di chuyển của bão, mưa lớn và sấm sét có thể thấy ở khu Đông Nam cùng hai tiểu bang North và South Carolina. Đến tối thứ Tư, mưa trộn lẫn với tuyết sẽ thấy ở các thành phố như Washington DC và Philadelphia, trong khi New York và Boston sẽ phần lớn chỉ có tuyết. Mức tuyết đổ ào ạt từ 1 đến 3 inch mỗi giờ là điều có thể xảy ra, kể cả trong khu vực thành phố New York, trong khi gió mạnh sẽ khiến gây tình trạng tuyết bay mù mịt trắng xóa cùng đe dọa tạo mất điện. Sang đến thứ Năm, tuyết dự trù sẽ tiếp tục rơi xuống vào buổi sáng trong vùng Đông Bắc và New England, gồm các tiểu bang như Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island và Connecticut. Sau đó sẽ chấm dứt vào buổi chiều tối, ngoại trừ tại khu phía đông tiểu bang Maine, khoảng từ 3 đến 6 inch tuyết có thể sẽ trút xuống khu vực trung bộ Virginia cho tới Maine. Khu vực từ Maryland cho đến Nam Massachusetts có thể có từ 6 đến 12 inch tuyết hoặc hơn nữa. Những nơi có nhiều tuyết nhất sẽ là dọc theo xa lộ I-95. Mình thấy cái xa lộ I-95 này là nó nối chính. Một cái con đường chính rất là dài ở cái khu vực miền đông của nước Mỹ. Như vậy là sẽ là ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, ba ngày liên tiếp bão liên tục, bão tuyết sẽ đến. Quý vị ở mà những cái vùng đó mình hãy chuẩn bị sẵn những cái mà cần thiết nhất nha quý vị, nhất là nước uống, rồi nhiều khi đồ ăn mà đồ họ mình phải thử sẵn, tại vì khi mà tuyết như vậy thì Lộc biết là mình sẽ không di chuyển nó thuận tiện như bình thường được. Mùa đông năm nào thì những cái vùng mà có tuyết nó cũng bị tuyết nhiều, thì nếu mà chúng ta ở những cái vùng đó thì lúc nào mình cũng dự trữ sẵn đồ ăn quý vị ha, để khi mà thông báo mà bão tuyết đến hay gì đó thì mình không có lo lắng, mình vẫn có đầy đủ đồ ăn trong nhà để mà mình hạn chế mình phải đi ra đường trong cái lúc mà bão tuyết rất là nguy hiểm. Bão tuyết mà gặp mưa nữa thì khi mà như vậy nó dễ gây trơn trượt. Trơn trượt, dễ mà đi gây mà tai bi nạn. Dễ rất là dễ gây tai nạn. Lộc thấy rất là nhiều trường hợp mà quý vị cần thiết phải đi đó, rồi tai nạn rất là thương tâm, nên mình cố gắng mình giữ cho mình ha quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm qua về cái cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ năm 2020 thì đã có những cái số lượng bầu cái phiếu đại cử tri cho Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Joe Biden, thì bà Hillary Clinton là một trong những đại cử tri. Thì bà nói rằng đó, sau khi mà bà bỏ phiếu cho cái đại cử tri đoàn thì
bà lại kêu gọi là nên bỏ đi cái luật mà đại cử tri đoàn đi, giống như là hồi năm 2016 thưa quý vị. Bà bị thua vì cái đại cử tri đoàn rồi. Ừ, tại năm 2016 là bà thua ông Donald Trump là vì cái phiếu đại cử tri đoàn này. Và năm nay bà là đại cử tri New York bỏ phiếu cho ông Joe Biden ngày 14 tháng 12. Và bà nói là chúng ta nên xóa bỏ đại cử tri đoàn và chọn tổng thống là người thắng phiếu phổ thông. Bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và từng là ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ đối đầu ông Donald Trump năm 2016, viết trên Twitter ngày 14 tháng 12. Thông điệp trên được bà Hillary Clinton đưa ra khi bà là một trong 29 đại cử tri của bang New York thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Họ bỏ phiếu cho cặp Joe Biden, Kamala Harris sau khi bỏ phiếu cùng bà Hillary Clinton có cựu tổng thống Bill Clinton và thống đốc Andrew Cuomo của bang New York. Mặc dù đề xuất xóa bỏ thể lệ đại cử tri, bà Hillary Clinton chia sẻ trên Twitter, trong khi thể lệ này vẫn còn tồn tại, tôi tự hào khi bỏ lá phiếu của mình tại New York để bầu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Đây không phải là lần đầu tiên bà Hillary kêu gọi bỏ thể lệ đại cử tri. Sau thất bại năm 2016, bà từng nói trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi năm 2017 rằng đã đến lúc xóa bỏ đại cử tri đoàn. Bà nói rằng đại cử tri đoàn là một trong những yếu tố bên ngoài dẫn tới thất bại của mình. Thì một lần là bị thua rồi là tức từ 4 năm nay muốn bỏ cái này nó là của Mỹ người ta từ xưa đến giờ mà tự nhiên cứ kêu gọi bỏ sao được mà bỏ. Và thưa quý vị, về phần của ông Joe Biden thì sau khi đã được biết là mình đã thắng cái số phiếu đại cử tri so với tổng thống Donald Trump thì ông đã chỉ trích tổng thống Donald Trump rằng không tôn trọng ý dân. Hãng tin AFP cho biết bài phát biểu của ông đánh dấu chiến thắng về mặt cử tri đoàn, có những lời chỉ trích chưa từng có nhắm vào ông Trump. Không gì dập tắt được ngọn lửa dân chủ của nước Mỹ, kể cả một đại dịch hay lạm dụng quyền lực, ông Biden tuyên bố. Chưa từng thấy quan điểm nào cực đoan như vậy từ trước đến nay. Ông Biden đặt vấn đề trong bài phát biểu tối 14 tháng 12, một quan điểm từ chối tôn trọng ý nguyện của người dân, từ chối tôn trọng pháp quyền và từ chối tôn trọng hiến pháp của chúng ta. Cựu phó tổng thống ám chỉ việc ông Trump không chấp nhận kết quả bầu cử. Trong bài phát biểu được phát vào giờ vàng trên sóng truyền hình Mỹ, Joe Biden kêu gọi người dân dỡ sang trang mới. Ông cũng đồng thời ca ngợi các cử tri đã đi bỏ phiếu bất chấp đại dịch COVID-19 và các áp lực chính trị đe dọa bạo lực bằng lời nói lẫn thể chất. Ngọn lửa dân chủ đã được thắp sáng ở quốc gia này từ rất lâu trước đây và bây giờ chúng ta biết rằng không có gì, ngay cả một đại dịch hoặc lạm dụng quyền lực có thể dập tắt ngọn lửa đó. Trong trận chiến giành lấy linh hồn của nước Mỹ lần này, nền dân chủ đã thắng thế, ông Biden nhấn mạnh. Nhắc lại các vụ kiện tụng của phe Tổng thống Trump, ông Biden khẳng định đương kim Tổng thống có quyền tranh luận kết quả tại tòa án. Tuy nhiên, ông lưu ý không có bằng chứng nào được tìm thấy để đảo ngược kết quả, đồng thời nhấn mạnh tòa án tối cao đã gửi một tín hiệu rõ ràng. Hãng thông tấn AFP của Pháp bình luận những chỉ trích của ông Biden nhắm vào ông Trump là mạnh mẽ, chưa từng có. Cựu phó tổng thống được nhiều người nhận xét là một nhân vật ôn hòa. Hôm bữa giờ thì ông Joe Biden im lặng, nhưng mà hôm nay thì sau khi được kết quả như vậy thì ông lại mạnh miệng lên. Ông đứng lên, ông tuyên bố như vậy. Bữa giờ chắc cũng tức trong bụng lắm rồi, nói tại sao mà cứ thưa kiện rồi cứ nói là gian lận rồi này nọ đủ thứ hết. Bữa nay lên tiếng rồi ha. Thì hai bên ủng hộ Tổng thống Trump thì vẫn còn hy vọng quý vị, tại vì trong cái thời gian mà như quý vị biết á, thì là cũng đang có những cuộc gọi là điều tra của những cuộc chiến pháp lý mà kết quả có thể đến tháng 1 mình mới biết được. Còn bên những người ủng hộ ông Joe Biden thì thấy rõ ràng rồi là những cái phiếu cử tri đoàn là đều cao hết rồi, phiếu phổ thông cũng cao, thì chắc chắn là nghĩ là ông Joe Biden sẽ là một người đắc cử năm nay. Nhưng mà mình cũng chưa biết, để mình đợi tới phút cuối cùng.
thì cử tri đoàn đã bỏ phiếu rồi, nhưng mà tới ngày 6 tây tháng 1 thì ông Mike Pence sẽ là người công bố cái số phiếu đại cử tri đoàn chính thức cho tất cả mọi người đều biết. Thì có nghĩa là người ta nói là cuộc chiến vẫn còn kéo dài cho đến ngày 6 tháng 1. Cũng đang râm rỉ đó quý vị. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Nga Putin đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden sau khi kết quả bỏ phiếu của cử tri đoàn công bố ông Joe Biden là tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Trong thông điệp chúc mừng, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sẽ cùng hướng tới lợi ích của hai nước trong thời gian tới. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết Moscow đã chờ đợi đến khi có kết quả bầu cử chính thức rồi mới đưa ra quan điểm của mình, ngay cả khi nhiều nước khác đã gửi thông điệp chúc mừng ông Joe Biden trong nhiều ngày sau cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11. Về phần mình, tôi đã sẵn sàng để trao đổi và liên lạc với ông, Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin gửi đến ông Joe Biden trong điện mừng. Tổng thống Putin chúc mừng ông Joe Biden gặt hái mọi thành công và bày tỏ tin tưởng Nga và Mỹ, nước vốn có trách nhiệm đặc biệt về an ninh và ổn định của thế giới, bất chấp những khác biệt vẫn có thể giúp đỡ giải quyết nhiều vấn đề và thách thức thế giới đang đối mặt. Thời gian vừa qua, những quốc gia khác thì được gửi điện chúc mừng cho ông Joe Biden. Nhưng mà ông Putin thì ông đợi tới cái khi mà có kết quả của cử tri đoàn thì ông mới gửi lời chúc mừng. Những người này để hỏi không sợ khỏi không có bị sổ. Nhưng mà chưa biết được nha, nhiều khi tới ngày 6 nhiều khi có chuyện gì xảy ra mình cũng đâu biết chưa được. Chưa biết được. Giống như mình sổ lô tô vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ngày hôm nay đã nghe những cái thông tin của Loan với Lộc, những cái lời bình luận Loan Lộc. Nhiều khi mình muốn nói để cho nói về chính trị thì mình nói cho nó vui vui một cho tí không ha. Khí vui lên. Nếu mà có gì mà xúc phạm mà quý vị cảm thấy không có thích thì cứ góp ý cho Loan Lộc biết. Rất là cảm ơn quý vị đã chọn cái kênh của Loan với Lộc để mà xem những cái chương trình. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và hạnh phúc. Xin tạm biệt.